Cô mong là con còn sống. Dù cho con sống ở đâu đi nữa, nhưng cô vẫn mong là con đang sống tốt. Cô đã lo lắng rất nhiều. Nhìn thấy con còn sống như vậy, cô thấy yên tâm lắm. Con đang sống rất tốt, đúng không? Dạ, con đang sống rất tốt. Cô không cần lo cho con đâu. Nhưng mà Thầy Pung mà, 5 năm qua, xin lỗi con vì tất cả. Cô không nên làm vậy với con. Nhưng mà tất cả là lỗi của cô, không phải do Yura đâu. Cô đến đây là vì Yura sao? Con có thể tha thứ cho Yura nhà cô không? Yura không có làm gì sai hết, tất cả là lỗi của cô mà ra. Đối với con, lời nói của cô không có ý nghĩa. Cô phải làm gì thì mới có thể được con tha thứ?